Xin kính chào toàn thể các bác. Chúc mừng các bác, đây là một đơn hàng được gửi từ công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam, có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng các bác nhé. Đây là một chiếc crossover hay gọi là controller, linh hồn của một hệ thống âm thanh sự kiện tương đối chuyên nghiệp. Đấy. Model là ST Audio MS2006. Đấy, 2 in 6 out. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng các bác nhé. Và bây giờ em sẽ unbox sản phẩm ra mà các bác cùng xem này. Đây các bác xem đây, sản phẩm của chúng ta ST Audio rất là chi tiết đúng không ạ? Đấy, 2 in 6 out. Audio Manonu System 24 bit 96 kHz. Đấy. Sản phẩm mà crossover chuyên dùng cho các bác nào mà live show sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp, hoặc là các bác nắp trong quán bar, phòng trà, vũ trường mà yêu cầu một hệ thống âm thanh khá là chất lượng để xử lý được tốt, thì ở đây là sự lựa chọn hoàn hảo của các bác nhé. Thì em sẽ quay lại cho các bác xem cái phần nào. Mặt sau đấy, khá là nặng. Sản phẩm nhập khẩu chính hãng do công ty cổ phần AV Việt Nam đấy. Chúng ta có nguồn điện vào này, RS232 RJ48 RS458. Dòng này thì là có hỗ trợ 2 in 6A và 4 in 8A. Như hiện tại phiên bản này thì là 2 in 6A, 2 input và 6 output. Đấy. Các bác nhé, hàng nhập khẩu chính hãng do công ty cổ phần AV Việt Nam hân hạnh tài trợ trong chương trình ngày hôm nay. Đấy, rất là chi tiết đúng không ạ? Sản phẩm đi theo thì có phiếu bảo hành của đơn vị sản xuất. Đấy, và sản phẩm này thì nhập khẩu chính hãng nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Sản phẩm rất chất lượng nha. Chuyên dùng cho những hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Em định lấy chiếc 4800A nhưng lại đang hết hàng, hơi buồn. Kiểu 26 thì nghe có vẻ hợp hơn hay sao ấy. Các bác nha, crossover cao cấp nhập khẩu chính hãng, rất xịn, rất xịn sò, rất xịn sò. Các bác yên tâm, sản phẩm nhập khẩu chính hãng nên là chất lượng của cái dòng này thì vô cùng là tuyệt vời. Đó. Thì bây giờ em sẽ kết nối vào nguồn điện và sẽ bật cho các bác xem cái giao diện của cái chiếc crossover chuyên nghiệp này các bác nhé. Đây các bác xem này, giao diện thì giống hệt anh bạn DB Acoustic hoành tráng. Em sẽ tắt các đường này để các bác xem này. Quên. Đấy, tắt các đường, các luồng để các bác xem. Nào, đèn nháy đây. Nhưng mà nhìn cái đèn này thì thích hơn là cái đèn của dòng DB nhé các bác nhé. Rất là đẹp, rất là mượt. Đây, em chuyển thử vào nhà khác xem nào. Đó, các bác cùng xem. Rất là mượt. Ok các bác nhé, thì chức năng tất cả các cái thì giống hệt của DB Acoustic nên là các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Giá thì em xin phép được, xin phép là không được báo. Giá thì khá là tốt, nó sẽ đắt hơn dòng DB chút xíu nhưng mà chất lượng thì nó sẽ nhỉnh hơn khá nhiều.